Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 12 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin phân tích, phóng sự và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu về chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO do Tổng thống Donald Trump và phái đoàn của Hoa Kỳ. Cuộc họp nó như thế nào, nội dung ra sao và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin kính chào anh Nguyễn Phú Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SPTN. Khi mà chúng ta nói NATO thì tổ chức NATO nó như thế nào vậy thưa anh Quý? Thưa anh Nhân, cái tổ chức mà Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đó là nó đã sáng lập hồi năm 1949. Thì sau đệ nhị thế chiến đó thì có một cái mối đe dọa lúc mà năm 1948-49 đó, thì khi mà cái khối cộng sản nó quá mạnh đó thì những cái nước bên bờ Đại Tây Dương bên kia đó thì người ta lo ngại, người ta muốn lập một cái hiệp ước để mà những cái nước đồng minh trong cái khối Đông Âu đó nhập lại với nhau để mà chống lại những cái chủ thuyết cộng sản đang bành trướng quá mạnh ở bên Âu Châu. Thì trong khối Bắc Đại Tây Dương đó có cả Canada và Hoa Kỳ. Dạ, bên cái khối Đại Tây Dương mà cái hiệp định mà Brussels đầu tiên là năm 1948 trước khi cái NATO nó ra đời đó là có những cái nước Anh, Pháp và Hà Lan. Thì khi mà xong năm 1949 rồi đó thì Mỹ mới nhảy vô là cái sáng lập viên của cái tổ chức NATO. Thì tổ chức NATO cho tới bây giờ thì có khoảng 29 quốc gia là thành viên của hội NATO. Và Ukraine là chưa phải là thành viên? Dạ, Ukraine thì chưa. Dạ. Cũng được biết đó là khi mà cái ngân sách để mà NATO mà có được một cái sức mạnh như vậy về vấn đề quân sự để mà phòng chống cộng sản, sự bành trướng cộng sản thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đứng đầu trong vấn đề mà tài trợ cho cái vấn đề ngân sách đó. Dạ thưa, cái tổng số ngân sách của NATO đó thì Mỹ bỏ vào khoảng 50%, thì những quốc gia như là Ý, Pháp, rồi Anh, rồi Đức thì bỏ khoảng 15%. Thì theo cái ông Tổng thống Trump đó thì cái ngân sách cho khối NATO đó những cái quốc gia phải đóng thêm khoảng 2% cho tới 4% của cái tổng sản phẩm quốc nội. Dạ. Tổng sản lượng quốc gia. Dạ. Và khi mà chúng ta nói Tổng thống Donald Trump đến họp ở tại NATO đó thì ông Tổng thống Pháp đã có những cái điều gì phát biểu mà khiến cho ông Tổng thống Donald Trump không được vui lắm? Dạ thưa anh Nhân, ông Tổng thống Pháp Macron đã có nói một cái điều rất là nặng, có xúc phạm tới danh dự của Tổng thống Trump và những cái quốc gia của trong cái khối NATO. Là ông Tổng thống Macron nói là cái NATO bây giờ là không còn đầu óc nữa, có nghĩa là mất đi chính nghĩa, theo cái nghĩa bóng là nó mất cái chính nghĩa, thành ra không có gì quan trọng để mà nói hết. Nhưng mà đối với Canada vậy? Thì Canada là ông hôm qua thì ông Thủ tướng Trudeau có phê bình về ông Tổng thống Trump đó là chê ông này là cũng như là mình đang diễu về cái ông Tổng thống Donald Trump, là lúc nào ông cũng nghĩ về ông nhiều hơn là nghĩ về cái tương lai của cái khối NATO. Thì có nói nhiều câu hơi xúc phạm tới danh dự của ông Trump tối hôm qua ở cái tiệc ở Buckingham Palace. Và chúng tôi cũng được biết rằng vào ngày thứ Tư đó thì có thể anh Tổng thống Donald Trump không có một cái meeting, có một cái conference với lại báo chí. Anh Quý có thể cho biết thêm vậy? Dạ, thì sáng ngày hôm nay ở bên Âu Châu, ở bên Anh đó, thì Thủ tướng Boris Johnson là cái người mà chủ tịch cái hội nghị NATO kỳ này. Thì khi mà vào phòng họp thì ông Trump đi vào cửa sau mà không có tiếp xúc báo chí, thì ông Trump đã lên tiếng là hổm rày họp báo nhiều quá rồi. Bây giờ khi mà xong cái đại hội đó thì sẽ không có làm một cái họp báo nữa. Tại vì mình đã có nhiều lần họp báo rồi, thành ra ông muốn đi về Mỹ và lo cái chuyện vấn đề mà impeachment inquiry của bên Mỹ này. Kính thưa vị, chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta nói NATO có nghĩa là nói một cái sức mạnh của nhiều quốc gia về vấn đề quân sự. Thì ở trong NATO thì họ có những cái làm việc với nhau về vấn đề mà sản xuất vũ khí, giống như là tàu thì đóng ở Na Uy, vũ khí chiến lược thì do Hoa Kỳ bỏ vào những cái chiếc tàu đó, và khi những cái hệ thống phòng vệ của NATO mà nó vững vàng được thì ít nhiều cái ngân sách
nó quyết định rất là nhiều chứ không phải là vấn đề binh lính của NATO. Do đó nên khi mà nói về cái sự mâu thuẫn trong vấn đề ngân sách mà để cho Hoa Kỳ phải gánh nặng một cái gánh nặng như vậy đó, thì trong đường dài cũng có thể là một cái khó khăn cho NATO, và có thể đó là đưa đến NATO tới tình trạng mà có thể là không có vững vàng. Và cái câu nói của Tổng thống Pháp nói rằng NATO không còn có cái đầu nữa, tức là không có còn có một cái sự lãnh đạo giống như là chiến lược mà có thể hữu hiệu nữa, thì anh Quý nhận định như thế nào vậy? Dạ thưa anh Nhân, những cái nước mà thành viên của NATO bây giờ là lên tới 29 nước, thì trước đó đó NATO chỉ có 7-8 nước trong cái hội đồng thành lập của khối NATO thôi, thì lúc đó cái áp lực của Nga rất là mạnh. Rồi bắt đầu người ta có những cái nước bên cái khối gọi là Warsaw, thì những cái khối mà cộng sản đi nhập vào cái hội hiệp ước của NATO đó, thì người ta thấy không có cái nhu cầu để mà xài tiền cho ngân sách cho cái vấn đề bảo trợ hay là bảo vệ an ninh của cái khối Đông Âu đó. Thì tới năm 2014 khi mà Nga đem quân qua lấy đảo Crimea đó, thì những cái nước Pháp, nước Anh, những cái nước mà đàn anh của khối NATO bắt đầu suy nghĩ lại, nó là bây giờ mình phải đầu tư vào cái ngân sách quốc phòng nhiều hơn để mà bảo vệ những cái nước quốc gia trong cái khối NATO đó. Nhưng mà vừa đây chưa, lúc đó chưa khởi là trong NATO. Dạ thưa, cái khối cộng sản đó nó tan rã sau khi mà Đông Đức với Tây Đức mở cái bức tường Berlin hồi năm 1990. Thì sau đó thì người ta thấy cái hiểm họa của khối cộng sản bắt đầu bớt đi, thì người ta bớt xài tiền hơn. Nhưng mà khi mà Nga bắt đầu đem quân qua bên Ukraine, rồi đem quân qua chiếm đóng cái đảo Crimea đó, thì những cái người lãnh đạo của những cái nước trong cái khối NATO bắt đầu suy nghĩ là nên xài thêm ngân sách để mà quốc phòng, để mà bảo vệ cái an ninh của cái toàn cái khu đó. Thì cái điều 5 của hiệp ước của những cái nước NATO đó, nó có nói là all for one and one for all, có nghĩa là tất cả cho một mà một cho tất cả. Thật ra những người nào mà tấn công một cái thành viên của NATO. NATO đó, thì những cái nước kia phải chung sức bảo vệ. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Nhân, xin cảm ơn quý khán giả của đài SBTN.